trời lạnh mà còn mưa nữa thì món gì có nước mà nóng nóng sẽ rất là hợp lý luôn. Hôm nay tôi đi chợ thấy người ta có bán rau muống bào, cho nên là sẽ nấu món bún riêu ngày hôm nay. Đang chuẩn bị đi chiên cơm để giải quyết cái bụng đói của Thư thì nghe tiếng chuông cửa bấm. Vừa đi ra thì Thư thấy có một cái thùng đồ họ delivery tới để ở trước cửa nhà nè. Thư nghĩ này là chắc là cái thùng cá của anh Thành họ mới gửi tới, từ vì trước khi đi làm á, anh Thành anh có nhắc Thư là hôm nay đừng có đi đâu. Ngồi nhà canh người ta đem cá tới thì giúp ảnh thả cá vào hồ. Coi tới đây chắc các bạn nói, ủa sao không ra Petco, Petmart mua cho nó gọn, vừa phần đem về an toàn thả vào hồ không có sợ bị chết, sao phải mua trên mạng. Thiệt sự mà mấy cái cá mà họ đem ra Petco, Petmart họ bán á, thì nó chỉ có mười mấy hay là mắc lắm là 20 mấy đô cho một con cá khôi thôi. Trong khi ba cái con cá khôi anh Thành mới order về đây á, con nào cũng 80-90 trên 100 đồng một con. Mà anh Thành anh mua lúc là on sale rồi á, còn lúc mà chưa có sale là còn mắc hơn nữa đó, chưa cộng thêm cái phí shipping. Mà anh Thành anh vẫn phải mua ở trên mạng là vì cá ở trên mạng cái màu sắc của nó rất là sắc sảo, người nào mà sành cá khôi á nhìn vô sẽ biết liền à. Giờ thì Thư đi chiên cơm để ăn trưa đây. Thư chiên cơm theo kiểu người Trung là chỉ có trứng gà và nước mắm thôi. Nhưng hôm nay sẵn Thư có đậu hũ chiên để mình nấu bún riêu á, nên mình sẽ cắt mỏng mỏng thêm một vài miếng đậu hũ thả vào đây ăn cho nó có cái vị giòn giòn nè. Sau khi mà mình phi hành tỏi xong á, thì Thư sẽ cho đậu hũ vào cũng như là lòng trắng trứng vào áp chảo. Lòng đỏ trứng á, thì Thư đã đập và trộn vào trong cơm nguội cho nó tơi từng hạt cơm nguội ra rồi. Xào độ khoảng chừng 5 đến 10 phút gì đó thì Thư cho nước mắm vào. Các bạn thấy lạ khi mà Thư chiên cơm với nước mắm đúng không ạ? Nhưng mà người chung của tụi Thư thì thích ăn cơm chiên với nước mắm lắm. Lưu bu công chuyện mà xém nữa là Thư quên cái bọc cá khôi đang nổi lềnh bềnh trên mặt hồ. Lý do mà Thư thả nguyên cả cái bọc đựng cá vô trong hồ mà chưa có mở cho cá nó chui ra là hướng dẫn của người bán cá khôi nha. Khi mà mình ship cá về ở một cái môi trường mới, cá sẽ dễ bị sốc nhiệt, đặc biệt là những cái ngày mà trời nắng nóng thì mình lại càng phải cẩn thận hơn. Hôm nay thì hên là trời mưa, nhưng chắc ăn thì Thư cũng cứ theo sự hướng dẫn của người bán cá là cho cá nó tiếp xúc gián tiếp với lại nước trong hồ chữ khoảng chừng 15-20 phút cho đến nửa tiếng thì mình sẽ gỡ bọc và đổ cá ra, thì cá nó sẽ có cái phần trăm sống là cao hơn. Mua cá trên mạng thì người ta bảo hành cho mình là 14 ngày, nghĩa là nửa tháng. Nếu mà cá chết thì họ sẽ hoàn tiền lại. Nếu mà bạn nào hay thường xuyên theo dõi video của Thư sẽ thấy nhà Thư rất là thường xuyên ăn bún riêu. Một cái lý do rất là đơn giản, tự vì Thư chỉ có biết nấu bún riêu thôi các bạn. Lâu lâu Thư có thử sức nấu cái gì lạ lạ thì nó không có ra, nên là Thư đâu có dám quay video đâu. Đó là lý do tại sao các bạn cứ thấy Thư quay video là một là bún riêu, hai là phở, tự vì hai cái món đó là Thư có thể nấu được. Lâu quá rồi Oklahoma không có được một trận mưa mà từ sáng cho đến chiều tối như vậy. Hôm nay mưa mà nước nó không kịp rút luôn. Thường thì nấu bún riêu Thư sẽ cho thêm một ít hành lá để nó nổi lên bền khi mà mình múc vào trong tô bún riêu, nhìn nó hấp dẫn hơn. Vừa về đến nhà anh Thành đã lật đật chạy ra coi tình hình mấy con cá mới mua nó như thế nào. Vì trong cái đợt này ảnh mua được một cái con cá cho có một cái chấm đỏ ở trên đầu giống như cái lá cờ Nhật á. Đây là con cá mà ảnh muốn mua rất là lâu rồi, bây giờ ảnh mới tìm thấy. Cho nên Thư thấy có vẻ giống như ảnh yêu ái hơn là những cái con còn lại. Mà các bạn ăn bún riêu, bún riêu ngày trời mưa. Một này xuống cho bạn. Ok, bưng ra đi nữa. Ăn bún riêu có xíu mắm tôm vô nó dậy mùi các bạn. Ba bưng cho. Bưng như rồi. Được không? Yes. Ca chân cẩn thận. Đây đây, bỏ đây đi. Bảo nhà Thư biết ăn mắm tôm, mắm ruốc.
nên là Bảo cũng bỏ một xíu mắm trôn vô nè, rồi con bỏ hành ngò vô. Bảo ăn thì đầy đủ, khi thì không ăn hành ngò, không ăn bỏ nhiều quá, nhiều quá hả? Okay. Rồi ăn đi con. Hơn giòn. Ta muốn trẻ. Hôm nay đi chợ thấy mọi người ở ngoài chợ bán rau muống trẻ, mua bó liền. Họ trẻ sẵn luôn. Mua vậy về ăn tiện các bạn. Đang tính không? Đang tính khen hôm nay sao trẻ nó muốn đẹp thế. Cô ba. Bay chấm cái đậu phụ như vậy không? Không. Không. Thấy gì ra chấm không? Không có. Tưởng vợ trẻ không? Ừ. Đang tính khen nhá. Vợ trẻ đâu được đâu, đẹp vậy. Mình mua về mình cũng mất công trẻ, thôi mua ngoài đó, ngoài chợ họ trẻ sẵn. Lâu lâu mới thấy, nhiều khi họ trẻ ra cái người ta mua mất à, không có mấy gói à, người ta mua mất à. Như thế mình đi mình không có gặp. Ba, okay. Lấy cái hoisin sauce chấm cái đậu phụ được không? Rồi lấy đi. Còn bán tấm không? Ờ, cái hộp đó cho Huy. Sao mà dầm ra? Thì con lấy cái muỗng con dầm ra. Mình dầm nó vô trong cái thành tô á. Trong cái tô á. Có mấy bạn khán giả dễ thương ghê á. Nhắc thư tên Thành hay cái alarm báo cháy á. Ở bên Mỹ này cái alarm báo cháy rất là quan trọng các bạn. Nhà nào cũng bắt buộc phải có cái alarm báo cháy. Nhà mình thì trong phòng ngủ của Thư có, rồi trong phòng ngủ của mấy đứa nhỏ có, rồi cái alarm mà nó đang kêu tít tít đó, báo cháy đó là ở ngoài phòng phòng office đó các bạn. Rồi ở ngay chỗ phòng khách cũng có một cái nữa là nội trong nhà Thư thôi, là bốn cái alarm báo cháy. Nó kêu tít 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 nhức đầu ghê. Từ bữa Thư dọn về đây tới giờ là Thư thay hai lần nữa. Một cái ở trong phòng của Thư, rồi tới cái này. Hay rồi mà sao nó vẫn kêu, nó vẫn báo. Thư cũng không biết tại sao. Bên Việt Nam mình đâu có, trong nhà đâu có bắt mấy cái máy để báo cháy đâu hả các bạn ha. Hôm trước cái chuyện mà bị cháy chung cư ở ngoài Hà Nội á. Đó, tội nghiệp ghê. Thông thường cứ sau bữa ăn thì mấy cha con anh Thành sẽ tìm cái gì đó để tráng miệng. Nhưng mà hôm nay thì nhà Thư cũng vừa hết da ua để tráng miệng, nên là Thư sẽ đi ngâm đậu xanh để làm chè trôi nước trong thời gian mà chờ đợi để đậu xanh nó nở ra trước khi mà mình đem đi hấp để làm nhân á. Thì Thư sẽ rửa đống chén bát này. Những ngày nào mà Thư ở nhà thì gia đình Thư sẽ ăn tối rất là sớm. Hôm nay cũng vậy, nhà mình ăn tối từ lúc 5 giờ chiều nên là Thư phải chuẩn bị thêm một nồi chè để tối có mấy cha con anh Thành có đói á, thì có cái để ăn. Khán giả yêu cầu thay cái smoke alarm pin này lâu lắm rồi nè, mà không chịu thay nè các bạn. Nói cho anh Thành anh thay rồi á, mà sao hôm nay nó lại kêu lại không biết nữa. Thay pin mới vô rồi mà nó... Có cần phải nhấn nút reset hay gì không? Mà thay mới có được ngày cái hôm nay nó kêu lại. Nó màu đỏ là nó vẫn kêu anh. Nó phải màu xanh cơ.
cái đèn nó phải màu xanh cơ mới được. Nhà mà có bị cái khói nó bốc lên á, là cái máy này nó nhận được cái hơi khói bốc vô á, là nó kêu như vậy đó các bạn, nó kêu to như vậy. Rồi có người nói lên một tiếng là cháy nhà đó, fire là cháy nhà không anh? Không biết được chưa nữa nè, nó que cái nút màu xanh đây nè. Đó, có cái nút màu xanh anh. Là được rồi phải không, hồi nãy cái nút nó màu đỏ. Đó, nó phải màu xanh như cái này nè. Đó, thì nó không kêu, nhưng mà nó màu đỏ rồi nó kêu. Trời ơi, một cái nhà nhỏ nhỏ thôi mà 4 chỗ, gánh 4 chỗ luôn. Trong phòng thư cũng có, rồi ở ngay giữa đi cũng có một cái nữa nè. Hả?